Rồi hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em tiếp tục trở lại Bình Dương, cửa hàng chuyên về các mẫu SH nha anh chị các bạn. Hôm nay thì còn số lượng xe rất là nhiều luôn nè. Đó thì giá như thế nào thì mình sẽ tiếp tục quay để báo cho anh chị các bạn mình trên video này luôn nha. Hôm nay như anh Hưng đang bọc xe giao cho khách như vậy ta. Anh đang bọc xe giao khách anh Hưng. Wow. Cũng như thường lệ là cửa hàng có hỗ trợ trả góp và ship xe ở xa luôn nha anh chị các bạn. Anh chị ở xa thì có coi được. Đó. Có coi được video này thì mình có thể liên hệ qua số mình có để trên màn hình ha. Hoặc là anh chị ở gần địa chỉ 303 đường Lý Thường Kiệt với An Bình Dương thì trực tiếp đến cửa hàng mình coi xe luôn nha anh chị. Xe rất là đẹp luôn nè. Chiếc này khách mua nhiêu vậy anh Hưng? Hả? Chiếc này khách 150 mấy à? 48 triệu. À, 4 mấy hả? 48 triệu nha. Khá là mềm anh chị. Rồi thì tiếp tục cập nhật xe thì đây đồng hành với bạn Huy nè. Dạ yeah, ok, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã đến video tiếp theo của kênh Anh Mỹ nha cả nhà. Đó. Và như thường lệ thì hôm nay em lại lên video em báo giá xe, cập nhật giá xe cho nhà xem tham khảo với em nha. Đó. Thì hôm nay thì em có một em mới về cho nhà. Đó, cho cả nhà xem tham khảo nha. Đó, như mẫu này. Em mẫu này là mẫu là SH125-2016 nha cả nhà. 125-2016 đó. Em này biển số là 62 Long An nha. Và đang được mức giá công khai chỉ có là 51,6 triệu thôi cả nhà. Đó. Em này nha. 125-2016 mặt đồng hồ màu xanh, sử dụng khóa remote xanh cây. Đó. 51,6 triệu bao rút gốc, hồ sơ máy móc bearing, bao kiểm tra thoải mái luôn, bảo hành máy móc 1 năm sử dụng đầy đủ cho nhà nha. Đó. Em này là form úp áo cho nha, rất đẹp luôn. Lên ý này. Đây là led 2 tầng nha. Dạ. Lên led 2 tầng có ý dạ, đúng rồi. Đó. Để đây cả nhà, em nổ máy cho nha, xem thử nha. Đó. Máy móc cực kỳ êm luôn cả nha. Đó, máy móc cực kỳ êm luôn nha. Bao êm, bao zin cho nha. Đèn led cho nha. Dạ đây. Ok cho cả nhà, đèn led nha. Rất là sáng luôn. Pha cốt này cả nhà. Đó. Rồi ok cho cả nhà, 51,6 triệu cái em này nha, ốp áo. Rồi mình lên mẫu này luôn cả nhà. Đó. Em này thì là mẫu là 150-2018 CBS màu đen bóng, biển số là 60F2, biển số là Đồng Nai cho cả nhà. Đó. Thì em này thì chỉ có cho cả nhà là 66,8 triệu thôi. Đó. 66,8 bao rút gốc hồ sơ luôn. Đó. Ok cho cả nhà. Lết 2 tầng luôn nha chị dạ. Này. Thì nói chung là xe bên cửa hàng em này đều bao rút gốc hồ sơ cho nhà hết. Máy móc là em bao rin, bao kiểm tra thoải mái và bảo hành chế độ là máy móc 1 năm sử dụng cho mọi người yên tâm nha. Xe nào cũng vậy hết nha cả nhà. Đó. Rồi xe em nào đây là đen nhám 150-2018 CBS, biển số là 60B8. À, biển số là Đồng Nai luôn. Đó. 67,8 triệu có cái em này nha. 67,8 triệu cho nha. Ok cho cả nhà ơi, 67,8 nha. Rồi em này. Rồi xe em này là khách cọc nè cả nhà, khách cọc giữ xe nè. À, mọi người có nhu cầu cọc giữ xe hoặc là cọc xếp xe, bên em là cọc xếp xe là 63 tỉnh thành luôn, toàn quốc nha, chào anh chị ơi. Đó. Rồi em này 125-2016 khó remote xe cây, áo zin cho cả nhà, biển số là em này là 69 Cà Mau nha. Đó. 48,7 triệu cho cả nhà, 48,7 triệu nha, lớp còn dày cua cho nhà. Đó. Lớp dày cua cho nhà luôn, máy móc êm zin. 48,7 nha cho em này. À, em này mà nếu mọi người có nhu cầu chạy góp chạy trước khoảng tầm 5 triệu là có xe nhật rồi nha, 5 triệu thôi. Thì bên em hỗ trợ chạy góp thì chạy trước từ 30% cho chị xe nha cho cả nhà. Thì hỗ trợ cho nhà từ 18 tuổi trở lên, khi góp mọi người chỉ cần mang theo cái cước công dân thôi nha. Rồi xe em này là mẫu led 2 tầng, em này là 150 rồi nha. Đó. Em này là mẫu là 150 CBS 2019, biển số là 71 bên chê nha. Rồi em này là 67,8 triệu. Đó, 67,8 triệu nha. 150 CBS 2019. Đó. Rồi, đó, mọi người đến mua xe thì cho em chốt xe em còn fit thêm nhẹ lọc lá sáng cỏ cà phê cà pháo nữa nha cả nhà. Rồi, 61 biển là thủ dầu 1 Bình Dương cho cả nhà. Đó, 61B1 nha, thủ dầu 1 Bình Dương. 125-2018 phiên bản CBS 60,8 triệu cho em này nha. Đó, 60,8 triệu cho cả nhà. Cái này lớp thì giá rất là nhiều. Trong quá trình quay mà anh chị các bạn mình xem chi tiết phần nào chưa rõ mình có thể thông cảm nha anh chị. Cần coi chi tiết kỹ hơn, rõ hơn có thể liên hệ qua số mình có để trực tiếp trên màn hình luôn nha anh chị các bạn ơi.
Rồi tiếp theo là em này là 125218. Em này vẫn là CBS luôn rồi nha. Biển số là 66 Đồng Tháp nha. 60.800.000 cho em mẫu này luôn. Đó, 60.800.000 nha cả nhà. Em màu trắng. Coi em này vẫn vậy luôn, đồng chất hồi xe luôn. Mà em này là lên cái mỏ dê là màu màu đen cho cả nhà. 125218 vẫn là CBS luôn rồi nha. 125218 CBS luôn nha. Biển số này là 68 Kiên Giang. Đó, 68 Kiên Giang nha cả nhà. 60.600.000 cho em này luôn nha. 60.600.000. Màu đen, đó tuyệt vời luôn. Còn không thì em này cả nhà ạ. Đó. 125219 CBS 61.800.000 gặp này em này. Đó, 61.800.000 nha. Em này là lên phun chân chân sơn sporty nha cả nhà. Sơn tĩnh điện cho anh chị em mình. Đó là ok chắc chắn luôn cả nhà. Còn tiếp theo là em này là sang dòng ABS rồi nha. Màu trắng nhìn màu trắng này thì rất là sang trọng luôn, phù hợp mọi lứa tuổi. Đó, tuổi nào cũng đi được hết nha cả nhà. 125217 phiên bản là thắng ABS. Thắng thông minh nha cả nhà, hai kênh tháng trước tháng sau đầy đủ cho nha. Biển số em này là 63 Tiền Giang. Đó. 65.600.000 cho em này luôn, cặp vợ em này đi cặp vợ trước sau Michelin cho anh chị em mình. Đó, vợ trước vợ sau là Michelin nha. Rồi tiếp theo là em này 125218 phiên bản là ABS luôn cả nhà, vỏ còn rất dày luôn. Tiếp tục 66.800.000 125218 phiên bản là ABS nha. Cho anh cả nhà mình. Đó, màu trắng. Biển em này là 36B6 biển Thanh Hóa. Đó, cho cả nhà nha. Mọi người mà mua xe những em này mà không cảm thấy là em này là cùng tỉnh với mình hoặc là không có nhu cầu rút hồ sơ thì bên em sẽ hỗ sẽ trừ chi phí hồ sơ và trực tiếp giá xe luôn. Đó. Rồi là sau này mọi người đi một thời gian có nhu cầu rút hồ sơ sang tên vay lại cả hai anh em bên em vẫn hỗ trợ làm cho nhà nha. Rồi ở bên em thì như em này thì là 125219 phiên bản là ABS hai kênh tháng trước tháng sau đầy đủ cho nha. Em này ô tô 16.000 km nha. Biển số là 36D1 biển số Thanh Hóa. Đó. 68.600.000 có nghe em này luôn cả nha. 68.600.000 nha. Máy móc là em cho cả nhà em nổ qua chiếc cho chị mình. Đó, cho cả nhà tham khảo nha. Đó. Em đi cho cả nhà. 68.600.000 xe em là bao thay thợ cho cả nhà, bao thay thợ test thoải mái luôn, bao tranh chấp, giấy tờ đầy đủ cho cả nhà. Đó. Bao chế nổ nha. Rồi tiếp theo là em này. Em này là mẫu là 125218 nha. 125218 phiên bản CBS up full dàn áo ý cho nhà. Đó, full áo xinh ý cho cả nhà nha, từ A đến Z cho nhà. Đó, em này thì anh Mỹ có quay video chi tiết cho cả nhà vài video trước rồi cả nhà. Đó. Người xem nè, từ A đến Z cho nhà, đồng hồ nè, đó, mâm nè, mâm rồi dàn áo nè, lóc đồ, đó, cho cả nhà hết. 61.800.000 125218 CBS nha. Giá riêng của nó là dàn áo của led 2 tầng cho nha. Đó, chắc chắn hôm nay là có sử dụng khóa remote xe cây rồi cả nhà ơi. Biển 37.000 cho em mẫu này nha. Hôm nay biển 37.000 cho cả nhà, màu trắng nha cả nhà ơi. Rồi tiếp tục nha anh chị. Ra bên ngoài mình xem Varo rồi xong mình tiếp tục vào bên trong để xem SH tiếp tục nha anh chị. Rồi tiếp theo là ngồi này thì có cho những dòng cho cả nhà là dòng Varo. Em hàng viên hàng này là Varo 150 hết nha cả nhà. Thì Varo em cũng như SH thôi, đều bao sơ gốc cho nha. Máy móc là bao riêng cho nhà luôn. Máy móc là bảo hành 1 năm sử dụng nha. Rồi em này là Varo 150 2021. Đó. Varo 150 2021 nha, biển 69 Cà Mau. 39.800.000 cho em này. Đó. Riêng những dòng con Varo bên cả hai anh em thì mọi người có nhu cầu chạy gốc không cần chạy trước vẫn lên hồ sơ nha cả nhà, vẫn có xe luôn không cần chạy trước. Rồi tiếp theo là em này trắng đỏ nè. Vẫn là trắng đỏ. Em này cũng biển 69 Cà Mau luôn. Đó, biển 69 Cà Mau em này đi con phượt là Olin nha. Đi con phượt Olin nha cả nhà. 39.800.000 có nghe mẫu này. Cả nhà ơi, 39.800.000 nha. Rồi tiếp theo là em này là 150 đời 2020. À, biển 63 Tiền Giang 38.800.000 em này luôn nha cả nhà, 38.800.000 nha. Giờ tiếp theo là em này vẫn là trắng đen nè. Em này vẫn là 2020 luôn, biển số là 60 Đồng Nai. 60 Đồng Nai 38.800.000, bao rút gốc hồ sơ máy móc bao riêng bao kiểm tra tàu máy bảo hành máy móc 1 năm sử dụng. Bây giờ cả nhà. Đó, màu trắng. Biển 60 Đồng Nai, còn em này thì là màu vàng cát cho nhà, biển 83 Sóc Trăng nè cả nhà. Đó. Đời 2019 nha, 38.700.000 đi mong màu vàng đồng cho cả nhà.
máy móc là em rô bao đinh bao em cho cả nhà. Còn không là em nay vẫn là 2019 nè cả nhà. Em này là 150, ở kho hồ sơ cầm tay có sẵn cho em mẫu này luôn. Mọi người mua em này còn bộ sơ giờ bấm số cái 1 nha cả nhà. 39,6 triệu có ngay em này sắm xi măng nha. Sắm xi măng rất đẹp luôn, màu này rất là hot cho cả nhà. Rồi còn không là em này đời 2020 màu bạc cho nha. 2020 màu bạc nha. Em này biển là 61B2 Thuận Châu 1 Bình Dương. 38,9 triệu nha, đi công phụ là IS rồi nha. Đó, IS nha. Rồi tiếp theo là con Varo cuối cùng này. Em này là Varo 150, em này đời 2021 biển 71 Bến Tre. Em này hiện tại em đang rút hồ sơ sẵn cho nhà luôn. Đó. 39,8 triệu cho em mẫu này nha. 39,8 triệu. Ok cho cả nha. 71 màu xanh đen. Tem là tem sơn 3D nha. Rồi qua đây thắt mo nha anh chị. Rồi qua đây là em này là mẫu SH1. Em này là một SH1 đời 2018. Em này đời 2018 nha. Biển là 88 Bình Phúc. Em này biển 88 Bình Phúc. 41,8 triệu cho cả nhà. Một xám xi măng tem sơn 3D cho anh chị em mình. Máy móc cực kỳ êm. SH1 thì nó cũng giống như mấy con kia thôi, cũng vậy nha cả nhà. Chế độ bảo hành cũng như mấy em kia đầy đủ. Rồi tiếp theo là em này đời 2019. Đời 2019 biển số là 60 Đồng Nai. 60 Đồng Nai nha. Em này là 42,8 triệu trời nha. 42,8 nha. Vẫn bao hồ sơ như thường lệ nha cả nhà ơi. Máy móc cực êm luôn. Xe là máy móc bao zin nha. Thì em này mà biển số 60 Đồng Nai nếu không có nhu cầu rút sơ thì em chờ ra phía sơn nè. 42,8 triệu nha. Còn tiếp theo là em này là màu xanh nâu, cũng là 2019 luôn. Em này vẫn tiếp tục là 2019 luôn nha. Biển 70 Tây Ninh, 42,6 triệu cho em này. Ok cho cả nhà, 42,6 triệu nha. Rồi tiếp theo là em này là màu led 2 tầng. Led 2 tầng em này là đời led 2 tầng đời 2022, phiên bản là ABS, 54,6 triệu cho em mẫu này. 54,6 triệu nha. Rồi biển số là 49 Lâm Đồng Đà Lạt. Phiên bản là ABS rồi nha. Cốt là chưa mở luôn, màu bạc. Rồi ok nha mọi người. Xe thì lên cam xe ben. Rồi em đây là xe khách cọc rồi cả nha. Mình bỏ qua đây luôn nha. Rồi tiếp theo là em này. Em này là mẫu là một em này là SH1 đời 2019. 2019 đời biển 70 Tây Ninh nha. Biển 70 Tây Ninh màu đỏ đô. Màu đỏ đô nha. 42,8 triệu cho em chiếc này. 42,8 nha cả nhà. Mọi người ghi tên máy chưa cả nhà. Em ru nha. 42,8 một em này 2019 biển 70 Tây Ninh. SH1 thì đồng bộ của nó là đều là 125 hết rồi nha cả nhà. Rồi đây còn một dãy bên trong nha anh chị. Rất là nhiều thắt nè. Rồi như em này là màu đỏ tươi. Đỏ tươi em này là 125/2014 SK Việt Nam. Biển số này là 61 C1 nha. Biển số Thuận An Bình Dương. Rồi em này thì là 44,6 triệu cho nha. 44,6 triệu nha. Màu đỏ tươi cho cả nha. Áo liền lạc không bỡ gì hết cho cả nha. Rồi em này là màu đỏ tươi luôn cả nha. 125/2018. Ôi sorry mọi người. Em này 125/2015 nha cả nhà. 125/2015. Em này là biển số là 60B5, 60B5 nha. 44,8 triệu cho ngay em này. 44,8 triệu thôi. Giờ mọi người xem là bóng bẫy nè, đẹp đẽ lên keng xà beng. Rồi em này là màu đỏ đô cả nha. Đỏ đô em này là biển là em này biển 93 Bình Phước, 93 Bình Phước nha. 125/2015, 44,6 triệu cho cả nhà. Thì những con dòng SH1 SHK Việt Nam SH1 ngồi trước thì mọi người góp chạy trước 5 triệu là lên hồ sơ cấm em luôn nha. Chỉ còn năm góp 5 triệu thôi, chạy trước 5 triệu cho nha. Rồi em này là 125/2013 biển 67 nha cả nhà. Biển 67 An Giang nha. 43,8 triệu rồi nha. 43,8 triệu nha cho em mẫu này. Rồi mình cần coi chi tiết xe nào thì liên hệ qua số em có để trên màn hình nha anh chị các bạn ơi. Rất là nhiều xe SH đấy. Rồi xe này là khách cũng cộng 50% giá trị xe rồi. Mình rồi. Bỏ qua luôn cả nhà. Rồi em này là màu nâu nè cả nhà. Em này là nâu cà phê sữa, biển số là 47 Đắk Lắk, 125/2014, ốc tán lên kem đẹp đĩa sạch sẽ. Mới mẻ nha. Rồi em này là 44,8 triệu, 125/2014 màu nâu cà phê sữa nha. Đi heo tháng màu đỏ này, tháng trước tháng sau luôn. Đó. Rồi tiếp theo là em này 24, đó 125
43.6 125-24 43.6 nha. Em nay biển số là 69 Cà Mau. Đó, 69 Cà Mau nha. Em nay là lên bóng đèn đờ mơ cho nha, rồi bóng đèn led cho nha luôn. Đó, rất sáng luôn nha cả nhà. Máy móc cực kỳ em nè. Đó. 125-24 43.6. Nó tuyệt vời luôn. Đưa năm cũ có xe nghe mình luôn nha. Dạ, trước năm cũ là có xe nghe mình luôn. Rồi em nay là 125-2013. Đó. Biển là 84 Trà Vinh. 43.6 đang rút hồ sơ sẵn cho nhà luôn. Ở đây trong quá trình rút hồ sơ cho cả nhà luôn nha. Rồi tiếp theo là em này cũng giống như em này luôn cả nhà. Em này cũng giống như em này luôn. Em này là 125-2013. Em này là được cái là lên khó remote xong cây. Mọi người chỉ cần thêm 1 triệu là sở hữu em này nè. 44.6 đó. Em này cân nhau em này 1 triệu chỉ có em này lên khó remote xong cây. Biển 70 Tây Ninh nha. 44.6 cho cả nhà. Ok chưa nha. Màu bạc đen màu này cũng rất đẹp. Và hôm nay là màu cũng là màu bạc đen cho nha. Hôm nay mẫu led 2 tầng đời cao nha, 218-125 218 CBS Odo 17.000 cây. À, xe cũng gộp xe lướt nha cả nha. À, hôm nay là biển 66 Đồng Tháp. 66 Đồng Tháp nha. 63.800. Đó, 63.800 nha. À, máy móc êm ru luôn cả nha. À, anh chị em quan tâm em mẫu này thì liên hệ cho em nha. Rồi tiếp theo là mình lên em này. Em này là 150-2014. Em này là biển là số là 61. Ở 61 Bình Dương. 48.6 nha, 150-2014 sắm xi măng. Đó. Sắm xi măng nha, 48.6 rồi nha, quá tuyệt vời luôn. Còn nhiều bạn nữa rồi nha. Còn em này là cũng là sắm xi măng, em này là led 2 tầng đời cao 219-150 IBS 219 nha. Em nay biển số là 61C1 thành phố Thuận An Bình Dương, xe ngay chục ký giấy ủy quyền cho nha luôn. Rồi 74.8 nha. Đó, 150 mà IBS em nay là 74.8, hỗ trợ trả góp trả trước trả em nay tầm 25 triệu đổ lên nha cả nha. Rồi giúp em. Rồi tiếp theo là em nay là màu xanh xi măng, hay còn gọi là mọi người gọi là xanh da chơi gì cũng được nha. Em nay là SH125-2017 phiên bản là IBS. Biển số là 60B8, biển số là Đồng Nai. Em đang rút hồ sơ sẵn cho em này luôn. Đó. Đang trong quá trình rút hồ sơ luôn nha. 65.7 bao rút gốc hồ sơ máy móc bao rin cho rồi nha. Em luôn cho rồi nha ơi. Đó, máy móc em luôn bao em, bao rin nha. Đó, chị nào mà trong quá trình mà em báo giá quá trời nha. Đó, chị nào mà xem chưa rõ rồi nha. Đó, có thể là liên hệ hai số cho mình giúp em nha. Đó, rồi em nay là xe cũng khách cọc rồi nha. Rồi mình hôm nay khách cọc cũng khá là nhiều xe dạ. Nha chị các bạn. Thì anh chị em mà cần xem hình ảnh chi tiết thì cứ liên hệ hai số cho mình giúp em. Anh em gửi hình chi tiết nè, hoặc là tư vấn chi tiết cho nha, rõ hơn về xe nha. Ok nha mọi người. Đó. Rồi, đó là tất cả những mẫu xe SH hiện tại đang có cửa hàng nha anh chị. Các bạn mình có quan tâm thì tranh thủ mình mua trong dịp này nha anh chị, để sắm một chiếc xe về mà đi Tết nha anh chị ơi. Cũng Tết cận kề rồi. Thì em xin kết thúc video tại đây nha anh chị. Và cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi hết video ha. Và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.